Mèn ơi, mới đây mạnh 7 đứa con rồi đó hả? Thì mấy thằng lớn làng lọt, thằng té, thằng xuống, thằng ao con cái, thằng chụm. Ủa anh mới đọc cái gì vậy? Mấy đứa con tôi đó. Trời ơi, đặt tên con mà dần điệu vậy đó hả anh? Tôi tiếp bước theo truyền thống cha ông. Làm sao?